trên đường DT743 thuộc khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe máy khiến một cô gái chết tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 51C71574 do một tài xế chưa rõ danh tính khoảng 35 tuổi lưu thông theo hướng từ ngã tư 550 về vòng xoay An Phú. Khi xe tải vừa đi qua trạm thu phí An Phú thuộc địa chỉ trên được khoảng 200m, do xe tải chạy nhanh và lấn sang làn đường xe máy nên đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 65L108145 do cô gái Lê Thị Thanh Tuyền khoảng 23 tuổi, quê ở Cần Thơ điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm đã khiến cho cô gái và xe ngã ra đường. Cô gái bị bánh xe tải chèn qua đầu và tử vong tại chỗ.